5 sự thật bất di bất dịch trong cuộc sống, ai cũng nên nhớ, nhất là khi đang tuyệt vọng. Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều lý do làm con người phiền muộn, thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, những lúc như vậy, hãy cố gắng sống bằng lý trí, tỉnh táo để nhận thấy rằng nhiều việc xung quanh là điều hiển nhiên và tốt nhất là gạt nỗi buồn không đáng có sang một bên để sống tiếp. 5 câu nói dưới đây có thể sẽ giúp nhiều người trong chúng ta tìm lại sự cân bằng khi rơi vào trạng thái tâm lý buồn chán, thất vọng trước mọi hoàn cảnh sống. 1. Hãy nhìn thật rõ ai mới là bạn thực sự. Con người, sống trên đời không thể có quá nhiều bạn. Tục ngữ nói, bạn bè ngàn vạn, chẳng bằng tri kỷ một người. Đi trên đường đời, chúng ta cần một vài người bạn, bởi lẽ nhiều bạn, đường sẽ dễ đi hơn. Ở nhà sống dựa vào bố mẹ, ra khỏi nhà dựa vào bạn bè. Tuy nhiên, lòng người khó đoán, tri kỷ khó cầu. Người bạn thực sự có thể đi vào nội tâm ta cũng chỉ có một hai người, thậm chí phũ phàng hơn, cũng có người chẳng có nổi lấy một người bạn tâm giao. Đặc biệt là, khi bạn thực sự cần sự giúp đỡ, chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ nhất ai mới là bạn thực sự. 2. Sống trên đời không phải lúc nào cũng thuận lợi. Bất luận là bạn đã từng giàu có hay nghèo khó ra sao, bất luận là bạn hiện tại đói rách hay đang ở thời kỳ hoàng kim, thì mỗi người đều không thể mãi mãi thuận buồm xuôi gió. Ai nấy cũng đều phải nếm trải đủ các vị ngọt, bùi, cay, đắng ở đời. Đã sinh ra và sống trên đời này, bất cứ ai cũng sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, trở ngại. Không ai sống cả đời thuận lợi, giống như chẳng có loài hoa nào tươi được mãi mãi. 3. Bảo kiếm sắc là nhờ được mài, hoa mai thơm là nhờ vượt qua giá rét. Trên đường đời mà con người phải đi, nếu không bỏ ra sự nỗ lực, vượt qua gian khổ, không trải qua một chút gập ghềnh sóng gió ắt không thể có thành tựu. Mỗi người đều cần phải hiểu đạo lý này, đó chính là một phần cày xới, một phần thu hoạch. Chỉ có bỏ công sức ra, bạn mới có thể thu được thứ gì đó về cho mình. Trên đời này, không có bất cứ thứ gì mang tên miễn phí. Ngay khi bạn được cho không thứ gì đó, rồi sẽ có lúc bạn phải trả lại bằng một thứ gì đó. 4. Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người ngại khó mà thôi. Sắt mài mãi rồi cũng có thể thành kim, nước chảy mãi rồi cũng có thể khiến đá bị bào mòn. Hai hình ảnh này nói lên một thực tế ở đời là trên đời chẳng có việc gì khó đến mức chẳng thể làm được. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ con người có vượt qua được những nỗi sợ hãi trong lòng mà xông lên hay không. Chớ sợ vất vả, cũng đừng oán trách rằng mình không thể thành công. Càng không nên oán trách nỗi khổ của nhân sinh. Chỉ khi bạn dốc hết sức đi tìm kiếm phương pháp tiến tới thành công, bạn mới có thể gặt hái thành quả tốt đẹp. Vô số những việc thành công trên đời này đã cho thấy rằng thực tế chẳng có việc gì khó, chỉ cần dám đối mặt, nỗ lực, việc gì cũng đều có thể làm được. 5. Nếu bạn không đủ lớn mạnh, sẽ chẳng có ai yếu đuối thay bạn. Một người chỉ bằng cách tự lớn mạnh mới có thể vững vàng hơn khi đối mặt với mọi khó khăn trong đời, mới có thể ứng phó tốt hơn với thách thức, khiến cho cuộc đời ngày càng tươi sáng, nở hoa. Đừng nên yếu đuối nhu nhược, vô dụng mà cần phải tự làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ. Cho dù phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, cũng sẽ có cách để bạn đạt đến thành công. Theo Diệp Anh, Trí Thức Trẻ. Chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu bạn thấy video hay và bổ ích, hãy ủng hộ kênh bằng cách like và đăng ký để xem thêm những video mới nhất nhé!